Hạnh Phúc Lan Xa, Duyên Tình Bên Ta mời bạn đón xem Duyên Đến Người Một Nhà. Tôi là Trương Nhã Tình. Người di dân lợi tinh đến từ Việt Nam vì để giúp gánh vác kinh tế gia đình, chị đặc biệt trở về Việt Nam học kỹ thuật làm móng. Do chị quen dùng tay trái, học làm móng tay khó khăn không ít, ngày ngày khổ luyện, cuối cùng luyện được một tay nghề giỏi. Lúc đầu chị mở hàng lề đường dãi nắng dầm mưa, giờ đây chị đã có cửa tiệm riêng của mình. Cửa tiệm làm móng nho nhỏ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười của các cô các bà đến cửa tiệm cùng với lợi tinh đến từ Việt Nam giống hệt như là bạn bè. Họ đến tiệm làm móng nói chuyện hàng ngày, còn chủ động giúp chị quảng cáo làm cho chị từ người mở hàng lề đường đến bây giờ có được cửa tiệm của riêng mình. Như thế này thì không phải phơi nắng nữa nè, mưa to gió lớn thế này nè, chị lại phải như vậy đó, đều phải đi làm. Vì tay nghề của chị ấy giỏi lắm, làm rất đẹp, giá tiền lại vừa hợp lý nữa. Lúc đầu muốn mở tiệm đều là do muốn gánh vác bớt kinh tế gia đình. Lúc đầu tôi làm việc ở công xưởng, rồi sau đó thì tôi trở về Việt Nam học kỹ thuật làm móng tay đó. Nhưng vì bản thân chị quen sử dụng tay trái, học làm móng thì khó khăn hơn người khác một chút. Lúc đầu mỗi ngày chị đều lấy vỏ chanh để luyện cắt, nhìn thấy đơn giản nhưng thực ra không dễ. Như thế này nè, thế này hả? Chị giỏi ghê, tôi không giỏi lắm đâu. Lúc đầu còn cắt tới nỗi chảy máu luôn đó, nhưng cũng may thì họ cũng thông cảm cho tôi nè. Tôi nghĩ mình phải học kỹ thuật này trở về giúp chồng tôi gánh vác bớt kinh tế vậy đó. Dựa vào kỹ thuật tinh tế để có vùng trời riêng trong cửa tiệm nho nhỏ nhưng đầy khách hàng hẹn đến làm móng. Lợi tinh còn tùy theo màu da và làn da của khách mà góp ý kiến, hy vọng có thể cho khách một sự phục vụ tốt nhất.